Hello, xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đến với tiếng Anh 6. Hôm nay chúng ta sẽ cùng làm quen với bài số 1 các em nhé. Unit 1, Greetings. Phần A của chúng ta là xin chào được chưa nào? Đây, 1, Listen and repeat. Ở bài số 1 này các em hãy cùng nhau nghe và lặp lại cho cô nhé. 1. Hello. Hello. Hi. Hi. Các em ơi, như vậy là để chào chúng ta có hai cách chào các em nhé. Chúng ta có thể dùng từ hello hoặc là hi, được chưa nào? Rồi các em hãy cùng lặp lại cho cô nhé. Hello, hi, dễ không đúng các em? To practice, sang bài tập số 2 các em hãy cùng thực hành cho cô nhé. A, say hello to your classmates. Ở bài tập số 2 này yêu cầu các em hãy nói xin chào với lại bạn cùng lớp các em nhé. Say hi to your classmates. Như vậy là các em hãy cùng nhau chào bạn của lớp mình bằng hai từ có thể là hello hoặc là hi, được chưa nào? 3. Listen and repeat. Và ở bài tập số 3 này các em hãy cùng nhau nghe và lặp lại cho cô nhé. I am Lan. I am Nia. My name is Ba. My name is Nam. Các em ơi, như vậy là để giới thiệu tên của mình là gì, các em sẽ dùng cấu trúc là I am cộng với tên các em nhé. Ví dụ như bạn tên là Lan thì chúng ta sẽ nói là I am Lan, được chưa nào? Và bạn này tên là Nga, chúng ta sẽ nói là I am Nga. Cách thứ hai chúng ta để giới thiệu tên của mình là My name is cộng với tên các em nhé. Ví dụ bạn này tên là Ba thì bạn sẽ nói là My name is Ba. Bạn này tên là Nam, bạn sẽ nói là My name is Nam, được chưa nào các em? 4. Practice with a group. Ở bài tập số 4 này các em hãy cùng nhau thực hành với lại một nhóm các em nhé. Và các em sẽ sử dụng hai cấu trúc là I am và my name is để giới thiệu tên của mình các em nhé. Ví dụ cô tên là Emily thì cô sẽ nói là I am Emily hoặc là my name is Emily, được chưa nào? 5. Listen and repeat. Ở hoạt động số 5 này các em hãy cùng nhau nghe và lặp lại cho cô nhé. Hi Lan. Hello Ba. How are you? I'm fine, thanks. And you? Fine, thanks. Các em ơi, đây là cuộc hội thoại giữa bạn Ba và bạn Lan đúng chưa nào? Và chúng ta hãy cùng xem nội dung của bài là gì nhé. Bạn Ba hỏi bạn Lan, Hi, Lan, chào Lan nhé. Hello, Ba, chào Ba. Và chúng ta có câu, How are you? Chúng ta, khi chúng ta muốn hỏi là bạn có khỏe không, chúng ta sẽ dùng cấu trúc này các em nhé. How are you? Bạn có khỏe không? Và bạn Lan trả lời, I'm fine, thanks. Mình khỏe, cảm ơn. And you? Fine, thanks. Và các em hãy nhớ cho cô là trong bài này chúng ta cần học cấu trúc bạn có khỏe không? Chúng ta sẽ nói là gì các em? Đúng rồi, how are you? Mình khỏe, cảm ơn. I'm fine, thanks. Các em chú ý cho cô từ thanks này là viết tắt của từ thank you các em nhé. 6. Practice with a partner. Và ở bài tập số 6 này, các em hãy cùng luyện tập với lại bạn của mình các em nhé. Đây, các em sẽ sử dụng, các em có thể sử dụng bài số 5 để chúng ta có thể làm trong bài tập số 6 này các em nhé. Đây là cuộc nói chuyện giữa Miss Hoa là cô Hoa và thầy Hùng đúng chưa nào? Như vậy chúng ta cũng sẽ nói là cô và thầy có thể chào nhau là Hi, được chưa nào? Hi, Miss Hoa. Và cô chào lại là Hello, Mr. Hùng. How are you? Thầy hỏi là có khỏe không? Thì trả lời lại là I'm fine, thanks. And you? Và thầy trả lời lại là fine, thanks. Ngoài ra chúng ta còn có một đoạn hội thoại khác là giữa bạn Nam và bạn Nga.
chúng ta cũng dùng cấu trúc giống như trong bài số 5 các em nhé. Chúng ta sẽ nói là à, hi Nga. Bạn Nga chào lại là hello Nam. Sau đó bạn sẽ hỏi lại là how are you? Trả lời lại I'm fine, thanks. And you? Như vậy là các em hãy sử dụng đoạn hội thoại ở trên này để làm bài tập số 6 các em nhé. 7. Ở bài số 7, write in your exercise book. Ở bài tập số 7 này, các em hãy viết vào trong sách bài tập của mình các em nhé. Đây là cuộc hội thoại giữa bạn Nam và bạn Lan. Các em sẽ làm, đúng rồi, các em sẽ làm giống như là trong bài tập số 5 và số 6 được chưa nào? Chúng ta hãy cùng nhau làm nhé. Bạn Nam chào bạn Lan, chúng ta sẽ điền từ gì vào các em? Đúng rồi, chúng ta sẽ nói là hello, Lan. Bạn có khỏe không? Chúng ta sẽ nói là how are you? Đúng rồi. Hi, I'm fine, thanks. Mình khỏe, cảm ơn, đúng chưa các em? 8. Remember. Và ở bài số 8 này, các em cần nhớ. Remember có nghĩa là ghi nhớ các em nhé. Như vậy là ở phần A hello này, các em cần nhớ cho cô những từ sau đây. Các em nhớ đọc và sau đó các em hãy ghi vào vở cho cô nhé. Để chào, chúng ta có hai cách chào đúng chưa nào? Đó là từ hello và từ hi, đúng rồi. Để giới thiệu tên, mình cũng có hai cách. Cách 1, chúng ta sẽ nói là my name is, được chưa nào? Cách thứ 2, chúng ta sẽ nói là I am cộng với tên. Và để hỏi bạn có khỏe không, chúng ta sẽ nói là how are you? Mình khỏe, cảm ơn. I'm fine, thanks. Và các em hãy đặc biệt lưu ý cho cô, từ này chúng ta đọc là I'm. I'm là viết tắt của từ I am các em nhé. Now listen and repeat. Các em hãy cùng nhau đọc lại cho cô nhé. Hello. Hi. My name is. I am. How are you? I'm fine, thanks. I am. B. Good morning. Phần B của chúng ta, good morning nghĩa là chào buổi sáng. One, listen and repeat. Ở bài số 1, các em hãy cùng nhau nghe và lặp lại cho cô nhé. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good night. Bye. Goodbye. Các em ơi, các em có thể nhìn vào bức tranh cho cô nhé. Đây, các em có nhìn thấy đây là 7 giờ sáng đúng chưa nào? Chào buổi sáng chúng ta sẽ nói là good morning. Good morning. Và ở bức tranh này, bây giờ đã là 2 giờ chiều, cho nên chúng ta cùng chào buổi chiều là good afternoon. Good afternoon. Được chưa nào? Đây là buổi tối đúng không các em? Như vậy chúng ta sẽ chào là good evening. Good evening. Đây, như các em sẽ thấy, đây là đồng hồ chỉ 10 giờ. Và bây giờ chúng ta cùng chúc nhau ngủ ngon và chúng ta sẽ nói là good night. Good night. Bên bức tranh này, chúng ta chào nhau thì sẽ nói là bye hoặc là goodbye các em nhé. 2. Practice with a partner. Ở bài tập số 2 này, các em hãy cùng nhau thực hành với bạn của mình nhé. Chúng ta có chào buổi sáng, buổi chiều, buổi tối và chúc ngủ ngon. Các em hãy cùng nhau đọc cho cô nào. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. Good night. Good night. Very good. 3. Listen and repeat. Ở bài số 3 này, các em hãy cùng nhau nghe và lặp lại cho cô nhé. A. Good morning, children. Good morning, Miss Hua. How are you? We are fine, thank you. How are you? Fine, thanks. Goodbye. Bye. Good night, Lan. Good night, Mom. Các em ơi, hồi nãy chúng ta đã vừa học từ children. Chúng ta có từ children có nghĩa là những đứa trẻ các em nhé. Cô Hoa chào good morning children có nghĩa là chào buổi sáng các em nhỏ. Những đứa trẻ ở đây là các em nhỏ đúng chưa nào? Good morning Miss Hoa. Và các em chào lại là chào buổi sáng cô Hoa. How are you? Chúng ta đã học từ how are you nghĩa là gì các em?
Đúng rồi, bạn có khỏe không? Hay ở đây chúng ta sẽ nói là các em có khỏe không? Từ này chúng ta đọc là we are các em nhé. We are fine, thank you. We có nghĩa là we are là viết tắt của từ we are các em nhé. We sẽ đi cùng với từ are có nghĩa là chúng em hoặc là chúng tôi. Chúng em khỏe, cảm ơn. How are you? Cô có khỏe không ạ? Fine, thanks. Cô khỏe, cảm ơn. Goodbye, chào tạm biệt các em. Bye, chào cô ạ. Đây là đoạn hội thoại giữa mẹ và Lan đúng chưa nào? Mẹ nói là good night Lan, chúc con ngủ ngon Lan nhé. Và bạn Lan nói lại là good night mom, chúc mẹ ngủ ngon mẹ. 4, right. Và ở vòng số 4 này các em hãy cùng nhau viết cho cô nhé. Đây là cuộc đối thoại giữa bạn Lan và bạn Nga đúng chưa nào? Bạn Lan chào, good afternoon Nga. Thì chúng ta cũng sẽ chào lại là good afternoon Lan, được chưa nào? Bạn Lan hỏi how are you? Bạn có khỏe không? Chúng ta sẽ trả lời là gì các em? Đúng rồi, I'm fine, thanks. And you? Bạn Lan sẽ trả lời lại là fine, thanks, mình khỏe, cảm ơn. Goodbye. Bạn Lan chào lại là từ khác của từ goodbye chúng ta có thể nói là bye. Được chưa nào các em? 5. Play with words. Bài số 5 của chúng ta là hãy cùng chơi với những từ sau đây. Good morning. Good morning. How are you? Good morning. Good morning. Fine, thank you. C. How are you? Và ở phần C của chúng ta sẽ là mẫu câu hỏi về tuổi các em nhé. Chúng ta có how old are you? Có nghĩa là bạn bao nhiêu tuổi? Các em hãy cùng nhau đọc cho cô nhé. How old are you? Very good. One, listen and repeat. Ở bài số 1 này các em hãy cùng nhau nghe và lặp lại cho cô nhé. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 2 practice. Ở bài số 2 các em hãy cùng nhau thực hành practice. Count from 1 to 20 with a partner. Bài tập yêu cầu các em hãy đếm từ 1 tới 20 cùng với bạn của mình các em nhé. 3. Listen and repeat. Các em hãy cùng nhau nghe và thực hành hay là nhắc lại cho cô nhé. Hello Miss Hua, this is Lan. Hello Lan, how old are you? I'm 11. Hi Ba, this is Phong. Hi Phong, how old are you? I'm 12. Chúng ta hãy cùng xem nội dung của bài là gì các em nhé. Hello Miss Hoa, this is Lan. Xin chào cô Hoa. This is có nghĩa là đây là các em nhé. This is Lan, đây là Lan. Hello Lan, how old are you? Chào Lan, bạn em bao nhiêu tuổi? I'm 11. Em 11 tuổi ạ. Hi Ba, this is Phong. Chào Ba, đây là Phong. Hi Phong, how old are you? Chào Phong nhé, bạn bao nhiêu tuổi? I'm 12. Mình 12 tuổi. 4. Practice with your classmates. Bài tập số 4 yêu cầu các em hãy luyện tập cùng với bạn trong lớp của em các em nhé. Chúng ta có mẫu câu hỏi về tuổi là gì các em? Đúng rồi, các em sẽ dùng mẫu câu là how old are you? Bạn bao nhiêu tuổi? Và chúng ta sẽ trả lời là I'm cộng với tuổi của mình các em nhé. 5. Play bingos. Draw nine squares on a piece of paper. Draw là vẽ 9 ô vuông trên mẫu giấy. Đây các em nhé, đây là 9 ô vuông được chưa nào? Choose and write numbers between 1 and 20 in the squares. Các em hãy chọn cho cô từ số 1 cho tới số 20. Đó, các em sẽ chọn 9 số đúng chưa nào? Bất kỳ từ số 1 tới 20. Và sau đó chúng ta sẽ cùng chơi bingo các em nhé. Bingo có nghĩa là khi cô đọc
ba từ nào mà các em trúng á, thì các em sẽ khoanh tròn. Đó, nếu các em nếu các em có ba từ mà nằm trên một đường thẳng, đó, từ trên xuống dưới như thế này, hàng ngang hoặc là hàng dọc hoặc là hàng chéo, thì các em sẽ chiến thắng các em nhé. Các em ơi, và trong bài này các em hãy nhớ cho cô nhé, numbers là số từ 1 tới 20. Các em hãy nhớ cho cô các số từ 1 tới 20 cách đọc và mẫu câu how old are you, bạn bao nhiêu tuổi. Chúng ta sẽ trả lời là am cộng với lại số tuổi của mình các em nhé. Và các em ơi, bài của chúng ta tới đây là kết thúc rồi. Bây giờ cô sẽ hệ thống lại những từ vựng và mẫu câu các em cần nắm trong bài này các em nhé. À, như các em có thể thấy, đây là chữ viết tiếng Anh. Ví dụ như từ này chúng ta đọc là hi. Và bên cạnh chữ sẽ có phiên âm các em nhé. Ở giữa, đó, cái từ nằm ở giữa hai dấu gạch xuyệt xuyệt như thế này chúng ta gọi là phiên âm các em nhé. Và để đọc được từ này các em hãy nhìn vào phiên âm để cho việc phát âm của chúng ta dễ dàng hơn được chứ nào. Rồi bây giờ các em hãy cùng nhau nghe và lặp lại cho cô nhé. Hi. Hi. Hello. Hello. A name. A name. I. I. My. My. M is R. M is R. Numbers. Numbers. Oh. Oh. One. One. Two. Two. Three. Three. Four. Four. Five. Five. Six. Six. Seven. Seven. Eight. Eight. Nine. Nine. Ten. Ten. Fine. Fine. Thanks. Thanks. Miss. Miss. Mister. Mister. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. Good night. Good night. Goodbye. Goodbye. Children. Children. 11. 11. 12. 12. 13. 13. 14. 14. 15. 15. Sixteen, sixteen, seventeen, seventeen, eighteen, eighteen, nineteen, nineteen, twenty, twenty.